Ngày thứ 10 sinh tồn trong thành phố, lần trước cậu chỉnh cho họ một bài học, tôi còn nghĩ chúng ta sẽ bị báo thù cơ, kết quả bọn họ hai đêm rồi mà không tới tìm chúng ta tính sổ. Thời đại này quả nhiên vẫn cần nhiều anh hùng hơn nữa, chúng ta nhất định phải đứng ra chống lại tất cả những điều bất công, bọn họ không tới tìm tôi ngược lại tôi cảm thấy vô vị. Tôi ba la ba la bọn họ lập tức xuất hiện, lúc này một chiếc xe chạy tới, không phải trùng hợp như vậy chứ, chỉ có một cái xe, mập cậu cần gì phải sợ chứ, lên xe kiểm tra kết thúc sớm. Vừa thấy Xích Chí Siêu Lã Thụ vội lao vào, đừng loạn, tôi không có mang theo tiền, ồ tại sao kiểm tra lại kết thúc sớm hơn dự tính, là vì Nhiếp Đình đã xác định toàn bộ khả năng thiên tài của mọi người rồi sao, có điều đã thông qua bài kiểm tra thì không cần phải tiếp tục nữa, ở một ngõ hẻm nào đó, tới rồi, xuống xe. Vừa xuống xe thì đã bị hàng trăm người địa võng bao vây, anh cũng quá gian xảo rồi đó, sau đó đánh một quyền vào chiếc xe, kinh ngạc không, thật ngại quá, xe của tôi là xe chống đạn, đánh cậu ta cho tôi, Thụ huynh cứu mạng với, nhưng rồi Lã Thụ lại dồn sức lực vào một đòn, đấm vỡ cửa kính, thật ngại quá tôi lúc nãy chưa dùng hết sức, sau đó bắt Xích Chí Siêu ra ngoài, bất ngờ không, kỳ khảo sát thực sự đã kết thúc rồi, đây chỉ là quà gặp mặt mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu lần này, chúng tôi thực sự không có ý muốn đánh úp cậu, con mẹ nó quà gặp mặt, ây ra chúng tôi đã đuổi theo cậu suốt mấy ngày nay, cũng không nhắm tới mục đích gì, nói ra có chút không thấy, cậu cũng phải cho chúng tôi một con đường lui chứ, giật mình một phen, bỏ đi Lã Thụ. Thắng thì cũng thắng rồi, các ngươi tìm đường lui được hay không là chuyện của các người, tôi đây còn chưa có đường lui đã bị chơi một vố đau, không đánh không quen. Mấy ngày nay mọi người từ tận sâu trong đáy lòng đã chấp nhận cậu rồi, sau này mọi người đều là chiến hữu, cảm ơn mọi người, không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Được quen biết với mọi người thật là tốt, bạn bè cùng nhau suốt cuộc đời, những ngày tháng đó, buông tay ra, theo tôi, thông báo với các đội khác mau dẫn người quay về. Xem ra cuộc kiểm tra này thực sự kết thúc rồi, bên dưới thiên la địa võng, lúc mọi người chưa thực sự đi, đối mặt với việc bươn trải kiếm sống luôn cảm thấy có rất nhiều cách để sinh tồn. Phương thức được lựa chọn chỉ có một mặt mà thôi, nhưng thực sự chính là thế giới này, mãi mãi đều sẽ không cho bạn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, cũng sẽ không cho bạn quá nhiều lựa chọn. Tại sao có hơn 80 người, cậu không phải nói đi cùng cậu tới kinh đô lần này có hơn 30 người thôi sao, sao vậy, nhiều thật đó, xem ra dáng vẻ họ còn thảm hơn chúng ta nhiều, không phải sớm đã được thông qua rồi sao, người nào là Lã Thụ, người nào là Trần Tổ An, lẽ nào lại là gì nữa sao, đừng quay đầu lại, ở bên này, hai cậu chính là Lã Thụ và Trần Tổ An. Chính là hai người các cậu đã cướp tiền của Xích Chí Siêu, chính là cậu đã đánh cho họ một trận có phải không, phải thì sao, tôi con mẹ nó đã sớm muốn tẩn cho Xích Chí Siêu một trận rồi. Hôm nào mời cậu một bữa nhé, bái phục thật bá đạo, tiêu rồi con mẹ nó cũng quá mạnh rồi đi, còn đánh nhau với lính lão làng ở đây, chuyện Lã Thụ làm khác một trời một vực với chuyện mình làm, ngầu bá cháy, trên báo cáo kết quả đã thể hiện rất rõ, người thường xuyên ra ngoài du lịch dễ đạt thành công hơn những người khác một chút, các cậu có biết là tại sao không? Bởi vì bố mẹ của họ có tiền, mọi người tới kinh đô lần này nói cách khác là báo cáo, thì chi bằng nói là một buổi tập huấn ngắn ngày đi, mọi người đều là những thiên tài cấp A, chưa chắc nhất định đã là trụ cột vững vàng của thiên la địa võng, chỉ dựa vào thực lực tu hành thì vẫn chưa đủ, còn một điểm quan trọng nữa tôi sẽ đích thân giảng giải công pháp do mọi người. Lúc trước đã đồng ý hiệp ước đơn thuần nhằm đẩy nhanh tốc độ thăng cấp thực lực, vì vậy mà tiết kiệm rất nhiều thời gian mọi người chạm tới cảnh giới cấp C, hơn nữa còn có thực lực chạm tới cấp B. Thì tất cả phong cảnh lúc trước chúng ta bỏ lỡ, đều có cơ hội chiêm ngưỡng, hai tiếng sau, hóa ra thiên la địa võng vì muốn cấp tốc vực dậy thực lực tuyển chọn, để mọi người nhanh chóng tu được cấp C, có năng lực chiến đấu, nhưng nền tảng không vững muốn đột phá cấp B thì cần hoàn thiện tu hành của bản thân, bởi vì muốn đột phá cấp C không chỉ là cần khả năng giác ngộ, mà còn là nền tảng buổi tập huấn, chỉ vừa mới bắt đầu sau này mọi người sẽ chia thành các tổ để thực hiện nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó toàn bộ đội viên tổ đó sẽ lấy được công pháp, thăng cấp từ D lên C thông qua trực tiếp công pháp, mà là cho cơ hội lập công sau, bọn họ quyết tâm muốn mài giũa nhân phẩm và ý chí của nhóm thiên tài này rồi. Sau đó đi nhận lại vũ khí và đồ dùng của mình, tiêu rồi tiểu ngư tức giận rồi, Lã Thụ tên tiểu tử này có hứng thú với mình, thuận nước đẩy thuyền chia sẻ chút tin tình báo với hắn xem, như kết thêm một người bạn, Lã Thụ nể tình bạn bè với cậu nhiệm vụ ngày mai, anh lần này chưa động tới tivi của em đâu nhé, xem có nên tiếp tục có thu phí không hoặc là gọi người tớ sửa đi, có thể tiết lộ một chút nhiệm vụ ngày mai không, không thể, Lã Thụ không quan tâm tới anh nói với tôi thì cũng vậy thôi, đồ nhỏ mọn, anh đi công tác mấy ngày liền vẫn luôn tập huấn, sao có thể quay lại làm hỏng cái tivi của em chứ, gì anh vừa mới đi thì nó hỏng luôn à, anh nói em nghe thực sự anh không có làm gì, anh không phải đã nói rồi sao, hiện tại anh chưa thể quay về để sửa tivi cho em được, anh không có thay đổi, anh nói em nghe, em nên xem ít tivi thôi, ít xem phim truyền hình dài tập đi, anh nhìn đi anh chính là không muốn cho em xem tivi, ha ha, Lã Thụ cậu còn nén giấu điều khiển tivi của Lã Tiểu Ngư sao?
cậu nếu như còn không mau đi tắm tôi sẽ tẩn cậu luôn bây giờ đấy. Lá thụ cậu biết nội dung tập huấn tiếp theo của chúng ta là gì không? Không biết, cậu không biết tôi mà tin ấy. Cậu sao có thể không biết chứ? Cậu nói tôi giấu điều khiển tivi của Lã Tiểu Ngư. Ai là Lã Thụ? Lã Thụ nhanh chóng chạy lên bục giảng đối diện với giáo viên. Rất tốt, ngồi xuống đi. Bắt đầu lấy lớp chúng ta, phải làm sao mới có thể giống như Lã Thụ? Lã Thụ rất có tiếng trong đám người cũ. Mười mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là những người sắp đột phá cấp C rất nhanh sẽ có thể phi kiếm áo giáp. Vì vậy tôi không phải muốn dạy các cậu làm thế nào sử dụng súng, mà là muốn giảng cho các cậu làm sao phòng bị bắn trúng. Trên thực tế những loại vũ khí hỏa tiễn mà cấp C có thể xem nhẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, một cây súng nhỏ đó cũng được xem là vũ khí. Một viên đạn cũng được xem là vũ khí cấp C, chỉ có thể ngăn cản đại đa số súng ống bình thường, còn một nửa các loại súng bắn tỉa là hầu như không thể ngăn cản. Ta đã từng là thần bắn súng, không nói bắn trúng mục tiêu trên bia đạn đơn giản chỉ là nguyên tắc vật lý học, nhưng bây giờ thứ mà giáo quan giảng là huyền học, tiếp theo là hợp tác tác chiến và chiến thuật kỹ hiệu bằng tay. Cái này mình biết lúc trước đã từng nhìn thấy trong câu lạc bộ rồi. Đầu tiên chúng ta giảng về cách dùng ký hiệu phi kiếm, đây hoàn toàn không giống, nghe không hiểu thì làm sao mà nhớ đây. Trong khi Lã Thụ đang tìm hiểu qua sách vở thì Trần Tổ An lại chả hiểu thứ gì. Lã Thụ cậu khá lắm, 15 ngày rồi tôi sắp không chịu nổi rồi, hôm nay lại muốn hành hạ tôi thế nào đây? Ở đây mỗi ngày đều có thể lấy được một viên linh thạch, học hành cũng không thấy áp lực, thực sự rất thoải mái. Muốn lấy được công pháp thì nhất định phải có chiến công trên người. Bây giờ cơ hội tới rồi, mọi người sẽ chia thành các tổ dựa vào thân phận bình thường để thực hiện nhiệm vụ. Tư liệu thực hiện nhiệm vụ sẽ được chuyển tới tay mọi người. Hy vọng các cậu nghiên cứu kỹ lưỡng, đừng có xem nhẹ. Thời gian 5 phút bao gồm cải trang, chuẩn bị xuất phát. Nhất thời ngôn ngữ không thông, Lã Thụ được cùng tổ với cậu tôi yên tâm rồi. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở chợ đen. Chợ đen là một nơi rất tốt, đây là muốn bàn tay các thiên tài nhuộm chút máu sao? Kiểm tra xem số người thức tỉnh nào sợ máu tới ngất xỉu, không sao. Thiên La Địa Võng vội vã rèn luyện học viên như vậy à, thế giới tu hành bên ngoài đã loạn tới mức nào rồi, cậu đã từng giết người bao giờ chưa? Chưa, giết gà giết cá thì sao, cũng chưa. Các cậu thì sao? Tôi cũng chưa. Chúng ta hay là trực tiếp xông vào, chúng ta có thể dùng thân phận là khách hàng để trà trộn vào chợ đen, bọn họ quá đông, hay là bắn tỉa từng người. Cách này cũng không tồi, đừng sợ làm thôi. Đối diện với phần tử tội phạm nguy hiểm, chuyện này chúng ta cần làm là đánh bại kẻ hung hăng ngạo mạn của chúng. Là ai? Cậu tại sao không đi bàn bạc với đội của mình đi? Lã Thụ, tại sao lại là Lã Thụ? Chỉ đạo các cậu làm việc nào, để tôi xem các cậu ở khu nào. Chợ đen đều là giết người cướp của, thứ gì đây? Đừng để tôi tự mình đi là được chứ gì. Sau đó là Thụ chạy vòng quanh tất cả các nhóm, cậu ta trước nay đều như vậy, trốn việc sao? Có lẽ là như vậy đi. Những khu vực chợ đen này cách đây không tính quá xa, chủ yếu tập trung ở Thiềm Châu, Phổ Châu, Dư Châu. Chợ đen khu vực tổ mình được phân công nằm trong địa phận Thiềm Châu, đường tới đó không nhiều, nhưng mình nhất định phải đi xem. Chợ đen không tội ác nào là không có là nơi như thế nào. Thụ huynh cậu cũng chỉ đạo chúng tôi đi, đây có gì mà phải chỉ đạo. So với đội khác thì tỏ vẻ thân mật gần gũi, còn với đội mình thì lại tỏ vẻ ghét bỏ như con đỉa vậy hả? Đợi đã, các đội đối thủ của chúng ta có trình độ gì? Có hai người cấp D trung cấp, còn lại là cấp E và F. Chúng ta thì sao? Cậu cấp C, Tào Thanh từ cấp D đỉnh phong. Mấy người còn lại chúng tôi cũng cấp D rồi. Các đội khác nhiều nhất chỉ một cấp D đỉnh phong. Tại sao tổ bọn ta lại có nhiều cao thủ hơn các tổ khác? Nhiệm vụ của chúng ta có vấn đề, nhất định phải cẩn thận. Ngột ngạt sắp tắt thở rồi. Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ được ngồi khoang hạng thương gia máy bay nữa chứ. Sau đó thì nhảy dù xuống đắp mặt đất. Đúng vậy, cả đời này đây là lần đầu tiên tôi ngồi tàu hỏa. Ông chú, chú có thể đeo giày vào không? Mũi sắp ngạt mất rồi, mắt thì cay. Trong hoàn cảnh này mà cậu còn có thể ngủ cũng không phải là người bình thường đâu nhỉ. Tôi sắp bị tra tấn đến chết rồi đây này. Cậu còn ngồi đấy nói chuyện với bạn gái được sao? Đô Đô chào hỏi anh Tỏ An đi. Còn nghĩ là cậu đang FaceTime cho bạn gái nữa chứ, lại còn nói lâu như vậy. Khó trách cậu không thể nói chuyện yêu đương. Tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm tu hành và học tập. Chuyện yêu đương để sau khi tốt nghiệp rồi nói đi. Trong sở thú có rất nhiều con vật, cậu thích thì tới đây nói chuyện với chúng đi. Tôi nói này, có thời gian nuôi chó chi bằng sớm tìm cho mình một cô bạn gái đi. Cậu không nuôi chó thế tìm được bạn gái rồi sao? Đau lòng quá đi. Người anh em tôi xuống xe đi dạo đây. Nếu như tôi không thể trở về kịp lúc các cậu cứ tới nơi thì đợi tôi ở cửa vào ga tàu. Không phải nói chỉ xuống xe đi dạo thôi sao? Tại sao không về kịp? Lã Thụ nhanh chóng bám theo các thành viên của tổ khác. Tổ này không trực tiếp tới chợ đen, hơn nữa hành động rất cẩn trọng. Tiểu tử muốn nghỉ ngơi chút không? Rất thoải mái, 50 tệ thôi. Còn được tặng một nồi thịt hấp. Tại sao đã bắt trả tiền phí còn bắt nhận cá nồi thịt hấp? Thịt hấp bổ dưỡng còn có đùi gà ngon ngọt. Tôi không cần cảm ơn đại tỷ, có điều bạn học của tôi có lẽ muốn.
mấy bạn học vừa nãy vào trong kia bọn họ chắc chắn là rất ngại, chị vào trong đó chỉnh cho họ một chút, đừng nói là tiền do tôi đưa là được rồi, không thành vấn đề. Các chị em của tôi đây cậu cứ yên tâm, tay nghề massage chúng tôi là tuyệt kỹ, tuyệt đối sẽ khiến bạn cậu thoải mái. Camera quan sát thực sự ít hơn trong thành nhiều. Có điều ta vẫn nên tránh bị camera quay trúng, không thể bị thiên la địa võng phát hiện ra chuyện ta đã xuống xe, nhất định phải nhanh chóng nắm rõ tình hình của đội Vương Lực, làm quen một chút với đám người tai to mặt lớn trong chợ đen, mấy bà chị đó có thể giữ chân bọn họ trong chốc lát. Ai đó, phục vụ phòng, chàng trai đói rồi chứ, ăn chút thịt hấp nha. Ở nhà nghỉ của các chị còn tặng đồ ăn miễn phí sao? Cảm ơn, đúng lúc tôi đang đói. Chị còn chuyện gì sao? Không có gì, cậu mau ăn đi, ăn xong tôi còn làm việc. Chị có việc bận thì đi trước đi thôi, ăn xong sẽ đem bát trả sau, đợi tí chị làm gì đó. Tôi thực sự không phải kiểu người đó, mau ăn đi, ăn mì của tôi rồi còn muốn chạy sao? Vào thời gian này có lẽ sẽ có khá đông người tới đây thực hiện giao dịch. Chợ đen ở Thanh Châu ngày đó vàng thau lẫn lộn, không có lấy một món đồ thật. Ở đây là nơi giao thoa giữa thiện và ác, chắc chắn có rất đông cao thủ tới đây để tìm bảo vật. Tại sao lại yên tĩnh tới như vậy? Đây, việc quản lý của thiên la địa võng cũng quá nghiêm ngặt rồi. Đi từ chuyện người thức tỉnh trong nước rất ít có hành vi phi pháp, có thể thấy không có mấy tổ chức nước ngoài có thể làm được như thiên la địa võng. Dường như tất cả đều đã được hai vị lãnh đạo cốt cán của thiên la địa võng lo tính chu toàn. Tại sao đột nhiên lại cảm thấy ở thời đại sắp xảy ra hỗn loạn này? Trên người mang hàm thiếu úy của thiên la địa võng còn có cảm giác tự hào. Ngươi là đạo sĩ từ đâu tới? Không phải đạo sĩ gì cả, chẳng qua ta có 15 viên linh thạch, vậy ngươi vào trong đi. Sau đó lã thụ nhảy lên, xuống đây có hiểu quy tắc không hả? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Trên tư liệu của đám Vương Lực đã có rất chi tiết, mỗi người ở đây đều có tính mạng của những tu hành giả khác. Bọn họ còn đem đồ cướp về bán cho các thế lực tu hành và ở ngoại quốc. Bọn họ bán đứng tổ quốc chết không đáng tiếc. Ở đây không có camera quan sát, không có thiên la địa võng, ta cũng không cần che giấu. Các ngươi có đồ tốt gì không, mau lấy ra đây đi. Ngươi bảo ta lấy ra thì bọn ta phải lấy ra cho ngươi xem sao? Đồ đang để trong phòng ngươi dám vào lấy không? Làm gì mà làm tổn thương hòa khí hai bên thế? Ta là muốn xem đồ của mình có gì sai sót không thôi. Ngươi là ai dám sinh sự kiếm chuyện trên địa bàn của lão tử? Không phải là người của thiên la địa võng ấy chứ? Có lẽ không đâu, thiên la địa võng đều dùng kiếm dài đồ mà, hắn đeo trên lưng giống cây thương hơn. Lá thụ lấy trong người ra mười mấy viên linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy ngươi không phải là mới cướp từ chỗ thiên la địa võng đó chứ? Loại đồ này bọn ta không dám mua đâu. Các ngươi đúng là lúc thì to gan không ai bằng, lúc thì nhát gan như thỏ đế. Yên tâm, thành ý của ta cũng đã cho các ngươi thấy rồi, mau cho ta xem thành ý của các ngươi. Dùng tiền để trao đổi, không phải toàn bộ đồ đám người này cướp đều đã bán sang nước ngoài hết rồi chứ? Chỉ có tiền mặt thôi sao? Ngươi còn muốn gì, lấy ra xem thử đi, ta muốn xem đồ đó có hữu dụng với ta không. Hết rồi, đồ của ta đã đem ra hết rồi, đừng có đòi hỏi quá đáng. Cái gì mà đồ của ngươi? Bỏ đi, không làm chậm trễ thời gian nữa, bây giờ bắt đầu điểm danh gọi tới tên. Ai, người đó hô một tiếng, có đệt muốn chơi ta sao? Lấy vũ khí ra giết hắn. Lã thụ lấy hồ lô quay đầu ra. Các ngươi muốn chống đối ta? Phùng Hạo ngay lập tức một tên bị bẻ cổ. Ngươi phạm tội cố ý giết người, tội phản quốc, lão đại chết rồi. Sau đó bắt đầu gọi một lượt tha mạng, xin đại phương tha mạng. Trương Cao Sơn, Vương Sưng, ta chưa chết, chỉ cần đứng quay mặt về phía hắn thì sẽ không chết, giết hắn. Điểm danh kết thúc, chỉ còn lại vài tên. Lã thụ sử dụng phi kiếm tiêu diệt đám còn lại là cấp C. Những chuyện này chính là sự sống và cái chết đã được định sẵn, phải đối mặt trên con đường tu đạo. Không biết Nhiếp Đình hoặc Trần Bách Lý sau khi giết người sẽ có cảm giác như thế nào. Nhớ sau lần đầu tiên giết người ta còn có chút sợ hãi. Sau đó lấy Sơn Hà Ấn thu lại bảo bối. Trong chợ đen có dao động, pháp khí có lẽ được giấu trong này. Linh thạch vốn dĩ còn muốn tới đây để bán linh thạch, kết quả bây giờ toàn bộ linh thạch ở chợ đen ta đều chiếm. Còn linh thạch tạm thời chỉ có thể giữ lại, không thể bán ra ngoài, thật khó chịu. Thứ đồ chơi này cũng gần giống với búa sắt trong di tích trên núi Bắc Mang, có chút thú vị. Còn nghĩ ở trong chợ đen còn không chừng cất giấu vũ khí lợi hại gì, bây giờ xem ra ta đã đánh giá thấp họ rồi. Mở chiếc hộp ra lại là một con dao nhỏ màu đen. Vừa cầm con dao lên thì bị hồ lô quay đầu hút mất. Đây, vào trong rồi sao? Hình như cây dao này vốn dĩ có cảm ứng với không gian bên trong hồ lô. Lẽ nào phi đao này chính là một cặp với hồ lô sau này mới bị tách ra, còn học được cách hấp thụ linh khí thiên địa? Sao lẽ nào là đại pháp khí? Để ta thử xem, lẽ nào phòng thông qua hồ lô để truyền linh lực vào mới được sao? Tại sao đến cả hồ lô cũng không có động tĩnh gì? Phải vậy sao? Đờ mờ, ta kỳ vọng cái gì, còn mong ngóng đây, thứ đồ chơi chết tiệt này.
có thể sinh sôi ra nhiều hồ lô con, bỏ đi không phải chứ? Ta bảo này, Sơn Hà Ẩn, ngươi có thể áp chế nó không? Cứ đứng nhìn nó rút cạn tinh thần chi lực như vậy sao? Khó điều hòa, hình như có chút thay đổi rồi. Dẫu sao tinh thần chi lực hấp thụ được còn chưa đủ để ta hồi phục, bỏ đi, suy cho cùng sau này cũng có chút hữu ích nhỉ. Đã xử lý xong rồi, vĩ nhân nói muốn trở thành một vị lãnh đạo tài ba, nhất định phải thấu hiểu sâu sắc tình hình quần chúng nhân dân. Ta đem đồ mà Tổ Phi và Cường Hào áp bá cướp được từ tay người dân, đem trả lại cho người dân, không sai, ta chính là một người dân lương thiện trong xã hội.